nàng no quá, cơm ngon thiệt ngon. Ơi, làm cái gì mà đi vô sao bụng vậy ba? Cơm đây ngon. Trời ơi, đúng luôn, hôm nay đụng món đùi gà thịt ram của em. À, nhưng mà cho anh hỏi cái, em ăn mấy tô à? 4 tô à. 4 tô hả? Em ăn 4 tô hả? Vâng. Em mới biết chia sẻ với anh chứ em thấy anh không? Dù cho anh ăn no nhưng mà anh vẫn ốm ao gầy mòn lắm. Nói thật chứ, em cũng muốn chia sẻ lắm. Em mà chia sẻ được cho này em chia sẻ rồi. Ừ. Mà này, chia sẻ hay là chia sẻ? Chia... Sờ ít Việt Nam hay là sờ xe? Sờ xe chứ, thì em cũng phải sẻ ra em mới chia được chứ. Ông ơi, ông sao rồi, chia sẻ người ta là sờ ít vậy nè. Chia sẻ những cái này là chia sẻ tình thương, chia sẻ tình mến, chia sẻ tình yêu. Còn có ông là sẻ rồi, sẻ mít đó ông. Đâu phải đâu, chia sẻ mà đúng. Cãi nó bắt đầu cãi nữa. Chia sẻ. Em học đại học rồi đó anh. Anh cũng không đại học mà. Anh ghét cái tính của anh không thể bỏ được chứ. Thôi bây giờ đi hỏi mẹ đi. Hỏi mẹ là chắc cú nhất. Nhưng mà giờ dạ, cái gì nè? Đi hỏi mẹ xong cá luôn. Cá, một cái cho đi nha. Rồi chơi luôn. Ok đi, okay, đi. Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Chia sẻ hay chia sẻ? Trước hết, chia sẻ. Chia có nghĩa là phân ra từng phần từ một chỉnh thể. Sẻ là chia bớt ra, lấy ra một phần. Do đó, chia sẻ có nghĩa là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Vậy, từ chia sẻ có ý nghĩa về tinh thần. Thí dụ, chia sẻ nỗi buồn, chia cơm sẻ áo, chia sẻ một phần trách nhiệm. Thứ hai, chia sẻ. Chia vẫn có nghĩa là phân nhỏ ra từng phần từ một chỉnh thể. Trong khi đó, sẻ lại có nghĩa là chia bổ, cắt rời ra. Thí dụ, mẹ xẻ dưa cho các con. Xẻ còn có nghĩa là đào cái gì cho thông thoát. Thí dụ, xẻ rãnh thoát nước. Do đó, chia sẻ là chia thành nhiều mảnh, làm cho không còn nguyên một khối nữa. Vậy, từ chia sẻ có ý nghĩa về vật chất. Thí dụ, chia sẻ lực lượng. Cho nên, hai từ chia sẻ và chia sẻ cùng là động từ, có nghĩa gần giống nhau, nhưng cách dùng lại khác nhau, tùy theo trường hợp. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ chia sẻ hay chia sẻ. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ giả thuyết hay giả thiết. Mến chào, tạm biệt các bạn.